Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một em siêu phẩm mới về bên em, dòng xe Touring Mercedes-Benz. Thì đây là một trong những hãng xe của thương hiệu đến từ Đức, Mercedes. Thì các bác biết thì Mercedes là một thương hiệu nổi tiếng về dòng xe Đức rồi. Thì trong cái bộ sưu tập năm 2018, mẫu Mercedes-Benz được sản xuất đưa ra cho những cái mẫu dòng xe Mercedes-Benz mới về cả bên em. Và đây là một chiếc xe mới tinh nữa, bên em nhập khẩu nguyên chiếc mới về, dòng xe hàng trưng bày chưa đăng bánh qua sử dụng. Dành cho bác ưa thích những xe rất là độc lạ và mẫu cao cấp của dòng xe Touring. Và bây giờ xin mời mọi người cùng đến với chiếc xe. Vâng, trên cùng bác ơi lời em bác để tìm hiểu thêm về những cái mẫu dòng xe bay Mercedes Benz. Rất nhiều những trang web xa chính hãng của Mercedes thì em sẽ vào một cái link mà trang web chính hãng của Mercedes. Đó có cái mua đồ sản xuất của bên Mercedes. Đây là một website của dòng xe bán tải rất là nổi tiếng bên thị trường châu Âu, chuyên review xe ô tô và đây đã review một chiếc xe Mercedes-Benz. Đây là mua đồ ở bên nhà em đó nhé. Với cũng là tông màu màu trắng, xe có lọc sóc phía đằng trước. Các bác có thể lên trên mạng tiếng Anh có thể tìm hiểu thêm. Và hiện tại thì giá thị trường xe có giá rất là cao, nó dọc từ 1.300 đến 1.200. Đây là đô la, đây là euro nhé. Quá phải lên trên YouTube tìm hiểu thêm, cũng là mẫu xe Mercedes-Benz được review trên bộ sưu tập năm 2018. Đây là mẫu trưng bày của dòng Mercedes, là cái bên mẫu cửa hàng bên em đây. Review chiếc xe đến ngày sản xuất. Các bác phải lên trên mạng tìm hiểu thêm về cái mẫu xe Mercedes Benz. Vâng, nhằm đáp ứng nhu cầu của bác dòng trên những dòng xe cao cấp thì lai về một chiếc Mercedes. Thì cách đây ít trước thì em có về một chiếc BMW dòng xe Touring, cũng là dòng xe của hãng BMW, xe ô tô nổi tiếng, thì lai về một chiếc Mercedes Benz. Cũng là cái tông màu trắng theo những cái video vừa giới thiệu qua bác trên video. Còn hơn tông màu của xe, xe mới tinh chưa đăng bánh. Đây là cái mẫu dòng xe trưng bày cửa hàng bên em nhập hôm trước để đáp ứng cho bác cái dòng xe cao cấp. Xe làm từ hợp kim nhôm, được thiết kế theo cái khung vòm rất là lạ mắt, thiết kế rất là độc đáo. Xe đến từ thương hiệu Đức, xe mới tinh nữa, xe trưng bày trong tập triển lãm bên em nhập khẩu hôm trước. Mercedes-Benz là cái model của xe. Dành cho bác yêu thích những dòng xe cao cấp. Các bác đi trong nhà bác là có ô tô xe nhất thì đi lên cũng một tập nữa. Germany, Đức đúng này. Nên lúc thì sẽ biết là chuyên sản xuất những dòng xe ô tô thương hiệu cao cấp rồi. Mà thì chiếc xe này thì không được sản xuất hàng. Thế tại thì ở Việt Nam chưa hề có những dòng xe xe biết là những đây là một chiếc xe nhập khẩu đến trước mà hàng trưng bày rất là hiếm tại Việt Nam. Có về mẫu xe dòng xe của thương hiệu ô tô thì đây là chiếc thứ hai. Chiếc này em về một chiếc BMW. Khung được thiết kế là chắc chắn nhé, thương hiệu Mercedes thường xuyên sử dụng dòng xe cao cấp với cái bộ khung rất chắc chắn và hoàn hảo. Cổ cốt kilo vượt cù nguyên bản theo xe, được thiết kế theo các bác những cái đường vòng theo góc độ các bác ngồi, nó có thể vặn đây tùy chỉnh theo cái kilo lên xuống hoặc là kilo vượt cù, rất tiện lợi cho các bác. Tất cả mọi thứ đồ đạc là di nguyên bản theo xe, được bán cao su rồi. Đó là lên trên mạng YouTube để tìm hiểu thêm mẫu xe này. Ta sử dụng với bộ tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD. Quan chức sử dụng với cụm xăng dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Một chiếc thứ nhất thôi các bác nhé. Phải em sử dụng với tay bấm xả bên tầng đĩa chính hãng của Shimano DOD. Và cụm phanh sau là cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Rất may mắn em
đấu giá một chiếc nhập khẩu xe đạp biểu tượng được Mercedes đằng trước, phía đằng trước được nhập khẩu logo CMC đúc trên bề mặt nổi của hãng Mercedes. Cảm tốc dầu chính hãng luôn mà theo xe. Xe sử dụng với vành nhôm hai lớp nguyên bản theo xe, lớp mới nguyên luôn nhá, lớp chưa làm bánh luôn, đây rất bẩn em đi qua để đi ở các xe, ta lông lốp đây, tất cả xe là đều zin nguyên bản theo xe hết. Vâng, là với lớp sơn màu trắng nữa nhá, rất là dễ sử dụng, rất là dễ đi, phù hợp với mọi lứa tuổi đều đi được. Em trước đây em về có một chiếc xe BMW cũng có cái tông màu trắng. Cọc yên nhôm nguyên bản theo xe. Để yên này, yên nguyên bản theo xe này, các bác thể theo dõi video em vừa giới thiệu trên YouTube. Đây là yên nguyên bản đó, yên chrome này. Đấy, yên nguyên bản theo xe. Ở giữa thì có một lớp dẫn silicone, có một lớp gió ở bên dưới, phát khí đồ mùi cho các bác. Xe là xe chưa lăn bánh mới luôn, em nhập khẩu của xe hàng trưng bày. Đây là thông số của Mercedes nữa, còn tiếng Anh này. Đấy, cũng nguyên trên tem trên khung xe. Và xe có chiều cao đứng là size 49 này, còn đây là size. Sử dụng với gạt đĩa Shimano Deorin. Bù đĩa 3 tầng chính hãng của Shimano. Nguyên bản theo xe không nhá. Xe đứng dưới hiệu Đức thì các bạn biết rất là bền rồi, thương hiệu nổi tiếng cao cấp. Chủ đề Shimano Deorin. Có trang bị với 10 tầng lít lipstick này, lipstick trắng mới nguyên nữa, cũng còn dầu dầu đỏ xích. May ơ vành nhôm hai lớp chính hãng nguyên bản theo xe. Lốp sau còn rất là mới nhá. Kích thước lốp là lốp Maxxis 700 x 38 c, phù hợp với mọi hình nó có thể đi được. Có thể dòng xe tô linh đường phố hoặc có thể mọi địa hình xấu, địa hình xấu lốp này đi rất là phù hợp, có làm sóc cho các thi. Bây giờ xin cho các đứng ở khung xe. Vâng, cho các đứng ở khung xe là size 49. Chiều ngang khung là size 52. Thế các bác càng đường mét 6 đến 1m7 trên mét 7 đi vừa, rất là dễ sử dụng, phù hợp với mọi lứa tuổi đi được nhé. Màu trắng. Xe trang bị với gờ rút Shimano Deorin 10 tầng lít lên lít thôi, xuống lít. Bên phải em mà sử dụng với 3 tầng đĩa, gạt đĩa Deorin xuống đĩa lên đĩa carbon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Mercedes-Benz đến từ thương hiệu Đức. Đây là một trong những cái mẫu xe dòng xe bay ô tô, dòng xe cao cấp touring đường phố, sử dụng với giảm sóc phía đằng trước và xe trang bị với group Shimano Deorin. Và lần này em về một chiếc dòng xe trưng bày rất là mới luôn ý, xe chưa từng sử dụng. Và xe có giá gốc với em là 12.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con thương hiệu Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại ngày mai.